theo mối đá quỷ như ban tổ chức đã nhiều lần trước đó. Đông thế đấy không này. Không có ca nhạc không? Ca nhạc mà đấy không? Đi lên vỉa hè. Vỉa hè họ bán đồ hết rồi còn đâu? À hôm nay không cho bán nữa nhở? Ban tổ chức chương trình xin thông báo tất cả các trưởng nhóm tập hợp quân số của nhóm mình và sắp xếp đội hình và kiểm tra quân số để chương trình chuẩn bị vào làm việc. Đề nghị các trưởng nhóm lưu ý. Đề nghị khối học sinh trung học cơ sở về ngay vị trí nhé. Khối A4 Bà bà hướng dẫn nhân dân và du khách đi theo nguyên vỉa hè yêu cầu phòng ngừa để cho nhóm lên vỉa hè người được đảm bảo 3.000 người thôi, không có ai bán hàng hết, không có bán hàng hết. Đông lắm. Em mở 2 bài. Để loa này, loa này hết rồi. Áo cái áo 1. Kem mới. Cái gì? Ăn hết trong đó, uống hết trong đó thì mới cầm được kiểu mà ăn kem thì nó bẩn hết tay nữa. Không có gì lâu đó. Thank you.
đông rồi. Mỏi quá, tay mỏi quá, cầm nó này. Đẹp hết rồi, trò chơi hôm nay à? Hôm nay đông 3.000 người mà, 3.000 người họ nhảy à? Hôm nay không có đâu. Quả. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
rác kìa. Cô thì lấy cái thùng, xem thùng rác ở đâu bỏ vào. Rồi mua thì mua. Mua thì ăn sạch một tí. Nhưng mà tí nó ăn kem bẩn hết. Tí về nhà ăn. Để bánh làm. Quay lại nào, quay lại, thùng rác bên này, nước uống miễn phí, uống không, uống nước không, ăn nước không, thùng rác kìa, không chạy,